Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: cá voi di chuyển 500 Bitcoin không hoạt động kể từ hơn 5 năm trước. Một con cá voi Bitcoin gần đây đã chuyển khoảng 500 Bitcoin đã không hoạt động trong khoảng 5 đến 7 năm. Theo CryptoQuant, biến động 500 Bitcoin này đã đến sau sự thay đổi 5.000 Bitcoin trong các đồng tiền 7 năm tuổi trở lại đây. Span Output Expense, viết tắt là SOAB, cho chúng ta biết hiện tại có bao nhiêu đồng Bitcoin lâu năm đang chuyển trên chuỗi. Biểu đồ cho thấy một giá trị mạnh chỉ vài ngày trở lại đây. Cá voi đã di chuyển tăng đột biến lên đến khoảng 500 Bitcoin. Mặc dù khá lớn, nhưng hoạt động này vẫn nhỏ hơn nhiều so với chuyển động 5.000 Bitcoin của các đồng tiền 7 đến 10 năm tuổi cách đây một thời gian. Biểu đồ tiếp theo cho thấy không có đột biến nào vượt ra ngoài tiêu chuẩn đối với dòng vốn trao đổi SOAB trong vài ngày qua. Điều này cho thấy rằng giao dịch của cá voi có khả năng không được chuyển đến các ví trao đổi tập trung. Do đó, nó có thể là một giao dịch OTC, có lẽ đó chỉ là hoạt động chuyển khoản sang một ví cá nhân khác. Thông tin tiếp theo: cựu giám đốc điều hành MicroStrategy, Michael Saylor tuyên bố rằng Bitcoin là loại tiền duy nhất phù hợp với tất cả các lợi ích. Michael Saylor đã phản ứng với một trong những nguyên tắc được đăng bởi Ray Dalio về cách hầu hết mọi người chỉ ra vào hoạt động vì lợi ích của bạn, trong khi thực sự họ chỉ hoạt động vì mục đích cá nhân mình. Do đó, người sử dụng lao động nên cảnh giác với những xung đột lợi ích. Ở The Bear đăng, Michael Saylor trả lời: do tính trung lập vốn có, Bitcoin tập trung vào sự hòa bình, hành động hợp lý và ngành công nghiệp hiệu quả. Quan điểm của Ray Dalio về Bitcoin đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua. Trở lại năm 2017, ông đã bác bỏ tiền điện tử đầu tiên trên thế giới như một bong bóng. Vào đầu năm 2020, ông nói rằng Bitcoin không phải là kho lưu trữ giá trị, cũng không phải là phương tiện trao đổi. Nhưng đến năm 2021, ông bắt đầu quan tâm đến tiền điện tử và cuối cùng đã mua một lượng nhỏ Bitcoin. Vào tháng 1, ông nói rằng việc phân bổ 2% danh mục đầu tư của một người cho tiền điện tử như Bitcoin là hợp lý. Và thông tin cuối cùng, nhà kinh tế học Peter Skip cảnh báo hành động của Fed có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường, khủng hoảng tài chính lớn và suy thoái trầm trọng. Peter Skip nói rằng có hai kết quả có thể xảy ra từ hành động của Cục Dự trữ Liên bang đối với nền kinh tế Mỹ. Một kết quả dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính lớn và suy thoái nghiêm trọng, đó là cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản sụp đổ. Trong kết quả thứ hai, thế giới sẽ chạy trốn khỏi đồng đô la. Fed đã thành công trong việc đưa lạm phát trở lại mức 2%. Cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản đều sụp đổ, dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính lớn và suy thoái kinh tế nghiêm trọng, bao gồm các vụ vỡ nợ của chính phủ và cắt giảm chi tiêu. Hồi tháng 8, Peter Skip cũng từng nói rằng Hoa Kỳ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính lớn, mà sẽ là một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều khi các vụ vỡ nợ bắt đầu. Vào tháng 5, ông đã cảnh báo về một cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ, rằng nó sẽ tồi tệ hơn nhiều so với cuộc đại suy thoái. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.